thiệu cho các bạn về mẫu xe Seawood FI một cái màu sơn mới nhất của tháng 10 nghe các bạn à, ở phiên bản bánh mâm đó là màu bạc xanh đen các bạn được phối ba màu luôn các bạn khá là đẹp ở màu màu bạc luôn các bạn màu bạc thì nó sáng kèm theo đó là mẫu tem mẫu tem mới luôn các bạn mẫu tem thì được phối là chữ Seawood GC GC ở đây là chữ GC nổi các bạn có hai uh, tem GC luôn là chữ GC tem chìm và chữ xe tem nổi. Tem nổi thì được mà rơm à, tạo một cái vẻ đẹp mới à, cho mẫu xe Civic các bạn. Cái à, tem á, được phối một cái nét đẹp như là mẫu tem 3D Những các bạn, à, nền đen nè, à viền xanh và kèm theo màu bạc nữa các bạn. Một cái hiệu ứng 3D à, mới à, cho mẫu Civic khá là đẹp luôn. Mình sẽ quay nét cho các bạn xem cái mẫu tem của Civic mới nhất tháng 10 này nhé chữ gc tem dưới và chữ gc tem nổi trên luôn nè các bạn ở dưới là có một cái tem rồi mới được dán chữ gc nổi lên nha các bạn nó tạo cái hiệu ứng 3d các bạn à, như là cái viền các bạn cái viền của chữ gc các bạn màu bạc thì nó sáng nó mang một cái vẻ đẹp mới kèm theo mẫu tem mới nữa nha các bạn mình sẽ quay một chồng cho các bạn tham khảo về cái mẫu màu sơn mới của xe siêu quý 2024 các bạn À, phiên bản mình đang quay cho các bạn là phiên bản bánh mâm. Ở mẫu Civic thì nó có 3 phiên bản cho các bạn lựa chọn là à, bánh căm, à, thắng đùm, thắng đùm trước các bạn, bánh căm à, phanh đĩa, còn bánh mâm. Thì ở giữa phiên bản bánh mâm và bánh căm phanh đĩa, thì ví dụ các bạn có thích bánh mâm á thì các bạn à, không thích bánh căm thì có thể đổ qua đạo lại nha các bạn. À, chủ yếu là các bạn thương lượng với cửa hàng thôi phần trước thì ốp uh, đầu trên uh, màu bạc màu bạc mình đang quay những bạn đó là bạc nhám nha bạc có hột này bạc các bạn nhìn thấy hột hộp, hộp không bạc nhám khá là đẹp luôn các bạn màu bạc thì uh, nó sáng thường thì uh, màu bạc thì uh, nó hay uh, được uh, trên những mẫu xe như là suzuki uh, fi 2024 như là màu bạc đen uh, mâm đỏ này các bạn uh, mẫu xe 150 một mặt này trước thì uh, phối màu đen nha các bạn thì hầu như là tất cả các uh, mẫu xe Subaru mới hiện nay đều phối mặt nạ trước là màu đen bóng hết các bạn à, hôm trước mình cũng có lên màu trắng trắng xanh đen các bạn mặt nạ trước cũng có màu đen bóng các bạn một cái uh, hiệu ứng mới uh, cho mẫu xe khá là đẹp luôn các bạn đẹp về mẫu tem nè cũng như màu sơn luôn ở mẫu xi cuối đó á thì nó khá là tiện dụng cho anh em mình đi làm đi chơi đều được nha và giá cả cũng hợp lý nữa mẫu xi cuối đó á thì nhẹ nhàng nè tiện dụng là có cớp cớp khá là rộng các bạn để được một cái mũ bảo hiểm nửa đầu cùng với những cái vật dụng khác nha xe nào mà có cớp đó đôi khi mình đi làm mình để những cái đồ cá nhân nó dễ hơn những xe mà không có cớp các bạn mặt nạ trước thì cũng được phối cái mẫu tem mẫu tem là chữ GC nè các bạn Tuy phối mẫu tem đơn giản nhưng nó mang lại cái vẻ đẹp cho phần mặt nạ trước nha đây mình sẽ quay từng cái mẫu tem cho các bạn tham khảo nha mỗi về trước thì cũng được phối tem luôn các bạn yếm thì phối cái tem là động cơ 115 nha các bạn và một cái biểu tượng Yamaha mỗi về trước cũng được phối tem luôn các bạn hai bên luôn các bạn bên trái bên phải luôn nhé khá là đẹp luôn các bạn vàng yếm thì à, mẫu siêu quý đá 2024 thì nó có sự thay đổi nó làm kiếp mỏng hơn và nó bự nó to hơn các bạn và cho nó che chắn cái phần chăn khi mình ngồi trên xe mình à, chạy qua những cái đường à, bụi nè à, nước rửa đường các bạn nó người ta xịt đường á, nó bắn lên nó không có bám vô phần ống người trước mình khá là đẹp ở màu bạc luôn các bạn màu bạc mình đang quay cho các bạn á, là phối là mặt bạc nhám nè À, màu xanh nhám, màu xanh nhám như à, là của mẫu xe Sedan 155 á các bạn. Và màu đen, màu đen là phối màu đen bóng nha các bạn. Màu đen là có mặt nạ với cái cản sau là màu đen. Mâm cũng vậy các bạn, mâm thì cũng được phối là cái cái chỉ theo màu luôn các bạn, chỉ mâm màu xanh luôn các bạn. Mình sẽ quay bên đây cho các bạn xem nè. Nhìn nó sáng các bạn màu bạc thì nó sáng, nó sáng xe. ở phiên bản bánh mâm nữa thì hết ý luôn các bạn. bánh mâm thì tất cả các bạn đã biết bánh mâm thì nó sẽ bền theo thời gian nhé. mâm thì các bạn chạy nó đầm và ở mâm thì nó không có bị mục liền như ở bánh cấp nha các bạn. mẫu tem cực kỳ là đẹp luôn các bạn. một cái sự thay đổi mới lột xác cho mẫu xe Silverado nha các bạn thường thì tất cả các mẫu xe mới hiện nay hay là phối những cái mẫu tem 3D lắm các bạn. À, tại vì xu hướng hiện nay thì nhiều bạn thích những cái mà hiệu ứng 3D được cho nên mẫu tem thì cũng được phối cái màu nó sáng hơn ở thế hệ trước các bạn và có những cái hoa văn hơn và những cái điểm nhắn là tem thường hay phối với nhiều màu lắm các bạn. Mâm thì phối cái chỉ mâm này các bạn, khá là đẹp luôn các bạn. Cái chỉ mâm là mờ được phối màu xanh luôn màu xanh xanh dạ quang các bạn. ở mẫu Subaru Legacy là động cơ 115cc ở 4 thì hai quan sử dụng động cơ NO, Hc à, làm mát bằng không khí và sử dụng là hệ thống bung xăng điện tử nha các bạn. À, động cơ khỏe phắn nè, vừa tiết kiệm xăng, lại tiện nghi cho mình đi làm đi chơi đều được các bạn. À, nói về mẫu Subaru FB á, tất cả các mẫu xe luôn các bạn, à, các bạn nhớ lưu ý cho mình nhé về động cơ thì các bạn nhớ lưu ý nhớ cho mình. À, nhớ thay nhớt đúng định kỳ và thay nhớt đảm bảo chất lượng tránh trường hợp mà các bạn thay giả thì động cơ mình sẽ giảm thu thọ các bạn còn nhớt thì các bạn cứ chạy đúng định kỳ các bạn thay à, đừng để mà cho nó đen quá tránh tình trạng mà đôi khi mình quên thay nhớt các bạn nó hư máy thì mình sửa khá là nhiều tiền luôn các bạn một cái động cơ mà nó nhiều chi tiết trong đó lắm À, là những mình thay những cái bộ phận hư thôi đó, còn những bộ phận mà còn mình sử dụng lại á chứ mình thay hết cục máy luôn là nó hơi khẩm luôn các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn các bạn. À, màu thường á là màu sáng hay phối với màu đen các bạn, à, tại vì nó có những điểm sáng tối á nó xen lẫn với nhau nó tạo một cái vẻ đẹp à, tại vì khi mà mình phối ví dụ mình phối một màu mẫu màu bạc không thì nhìn chiếc xe nó không có được à, điểm nhắn các bạn à, cho nên thường màu mới hiện nay hay phối như là màu bạc phối với màu xanh nhám nè và màu đen bóng nó tạo nên một cái sắc màu mới ở mẫu siêu út mới hiện nay thì nó cũng có nhiều màu nhiều phiên bản các bạn à, cho các bạn thoải mái lựa chọn luôn phiên bản bánh mâm Uh, phiên bản bánh mâm thì uh, màu bạc, màu xanh. Uh, còn bánh căm thì nhiều màu đó các bạn. Uh, bữa nào về màu nào thì uh, mình lên màu nãy cho các bạn xem. Uh, các bạn ơi, nếu mà các bạn yêu quý ở mẫu uh, Siwiz FI 2024 á, với uh, một cái mẫu màu mới đó là màu bạc, uh, uh, xanh đen này thì uh, nhớ đăng ký và like cho mình để xem nhiều clip tiếp theo. Mình sẽ lên những cái màu mới nữa để cho các bạn tham khảo nha. Uh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Uh, xin chào, hẹn các bạn lại clip tiếp theo. Xin chào.